Trạm cảnh sát giao thông ngã ba Thái Lan, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Đồng Nai đang khẩn trương xác minh, làm rõ để củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm nhóm đối tượng có hành vi làm siết trên quốc lộ 51 trong đêm ngày 31 tháng 10 vừa qua. Theo đó, vào khoảng 23 giờ ngày 31 tháng 10, công an huyện Long Thành nhận được tin báo tại km 18-50 quốc lộ 51 thuộc xã Long Đức, huyện Long Thành có một nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô lạng lách, nẹt bô, bóc đầu xe gây mất an ninh trật tự, nên đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ phối hợp với trạm cảnh sát giao thông Ngã ba Thái Lan thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh nhanh chóng vào cuộc xác minh làm rõ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sáng ngày hôm sau, lực lượng chức năng đã phát hiện và mời đối tượng Lý Minh Tuấn, 18 tuổi, Trương Văn Bảo, 18 tuổi, Nguyễn Thanh Phúc, 15 tuổi, cùng ngụ tại xã Tam An, huyện Long Thành, đã thực hiện hành vi trên đến trụ sở cơ quan công an làm việc, đồng thời thu giữ các phương tiện có liên quan.